Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc khai thác, phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2021. Trong đó yêu cầu các đơn vị chủ động ban hành kế hoạch, chương trình, đề ra mục tiêu phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm này đến cấp huyện, xã, đồng thời đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho người tham gia bảo hiểm, được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, đóng ngoài mức hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Trong năm 2021, cả nước phấn đấu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội với hơn 15 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện, hơn 14,1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 88,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.